Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 316 Bài toán này thầy minh họa cho phần hỗn hợp gồm có hydrobon và amin ở vận dụng cao Gọi là vận dụng cao thôi nhưng bài này không được gọi là quá cao Các em có thể xử lý gọn thôi à, Thầy có 50ml hỗn hợp Như vậy các em sẽ có là người ta không cho điều kiện tiêu chuẩn Các em có thể chọn trực tiếp là 50mol cũng được 50mol Thì gồm có hai bon của thầy là CX trung bình HI trung bình Hai bon này cho các em một từ kế tiếp là ngon rồi Rõ ràng các em không biết số Pi là bao nhiêu cả. Đó. À, tiếp theo là gì nữa? Là Metinamin. Các em có Metinamin. Đó. Metinamin. Tiếp theo là gì nữa đây? À, đốt cháy lên. Thì oxy của thầy là 307,5 mol. Sản phẩm gồm CO2, gồm H2O và gồm liter. Cho qua NaOH thì NaOH có nhiệm vụ giữ lại cái gì? À, trước cho qua NaOH vội mà làm ngưng tụ đã. Ở đây người ta cho các em ngưng tụ đã. Vậy các em tính được nước luôn rồi. Đấy, nước của thầy các em trừ đi. À, lấy con số là 307. À đâu? Oxy của thầy, so, sorry, oxy là 235. Thầy viết nhầm. Đây các em, oxy là 235. 235. Còn hỗn hợp này của thầy là, là bao nhiêu? 307,5. Khi gương tụ nó còn lại là 172,5 Kem lấy con số là 307,5 trừ 172,5 Thì kem sẽ tìm ra được giá trị của nước là 135 135 mol Vậy hỗn hợp của thầy còn lại là CO2 Còn lại là liter À còn một cái oxy nữa là oxy dư nữa Trong này kem thiếu oxy dư nữa Bởi vì đề thi cho rõ rõ từ dư rồi Thì khi qua NaOH Thì NaOH hấp thụ CO2 Vậy Liter và oxy dư bay ra của thầy. Nó sẽ bằng tổng là 12,5 mol. Đấy. Thế bây giờ xử lý như thế nào? Đấy. Đơn giản thôi. Không có gì khó khăn cả. À, việc đầu tiên là các em tìm, tìm từng cái một. Đầu tiên là các em tìm được nước rồi đúng không? Nước rồi. Bây giờ tìm CO2. Thì uh, các em sẽ có ở đây là 172,5. CO2 bị hấp thụ. Các em lấy 172,5 trừ 12,5 thì CO2 các em sẽ tìm được được luôn. CO2 ở đây các em sẽ tìm ra được là 160. Đó. Biết được CO2, biết được nước, các em tìm được oxy phản ứng. Oxy phản ứng. Đó. Oxy phản ứng các em sẽ lấy 160 cộng với 135 chia 2. Để xem nào. 160 cộng 135 chia 2. Bằng 227,5. 227,5. Các em lấy 235 trừ đi 227,5 thì các em sẽ tìm ra được oxy dư lấy oxy ban đầu trừ đi oxy phản ứng thì ra oxy dư là 7,5 như vậy oxy dư là 7,5 vậy liter của thầy bay ra của thầy là 5 mol đấy các em xử lý số liệu rất là gọn gàng như này mục tiêu để tìm được công thức các em phải tìm được số mol của nó số mol của từng chất trong hỗn hợp ban đầu và các em đã có điều đó rồi. Các em bảo toàn nguyên tố liter, các em tìm ra đây thành là 10 mol. Tổng là 50 mol thì các em tìm được đây, thấy có luôn đây là 40 mol. Đấy. Thế đến đây rồi thì uh, mọi việc tốt đẹp rồi, các em sẽ bình cho pi, tìm pi và sẽ bình cho c, tìm c. Nhưng bài toán này là cho kế tiếp, vì thế thầy tìm c trung bình. Đấy, tức là x trung bình của cái hydrobon luôn không cần thì phải tìm pi làm gì hết tìm c và tìm h luôn x trung bình của thầy sẽ bằng các em lấy tổng c là 160 trừ đi 10 chia cho 40 vậy kết quả các em tìm ra được ở đây là 3,75 3,75 thì kế tiếp phải là c3 và c4 tương tự h trung bình tức là y trung bình của thầy các em cũng tìm ra được bằng 5,5 vậy kết quả là suy ra là một thằng là 5,5 thì mà số hero phải là chẵn. Như vậy một thằng là H này của thầy là H4. và Một thằng là H6. Vậy gom nó lại. Thế thì kết quả của thầy sẽ là gì? Đó. Thế thì kết quả của thầy sẽ tìm ra được là công thức của nó xong rồi. Đến đây thì mọi việc tốt đẹp rồi. Các em có là C3 H4. Và C4 H6. Thầy không tìm Pi mà tìm trực tiếp H và C luôn. Tổng số mong của thầy ở đây là bao nhiêu? Là 40 mon. 40 thầy dùng kỹ thuật vênh C và thầy tìm ra được giá trị của hai số mol thằng này. Thằng này vênh lên thì đây bằng 0, đây là 30. Đây là 30 mol. Và đây là 10 mol. Đây chính là A, đây chính là B. Và từ đó các em tính phần trăm thể tích ra. Phần trăm về thể tích tương ứng là 60%. Đấy, đáp án của thầy là đáp án C.